À, thì ra là vợ chồng này sống trong cái nhà này này bạn. Có cả con cái luôn à. Nhà có vẻ là sống có vẻ cũng thấy ô trời ơi, bà cụ sống nằm ở dưới cái đống rác này các bạn. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Giờ rồi mũi u đồ nó thối. Ôi rồi cái nhà này bạn nhìn này. Trời ơi, sao bà nằm nhìn ghê vậy? Bà nhìn. Trời ơi, ruồi mũi nó bầu như thế là kiến đi. Bà nói em đến đây nó chồng. Em đến tối mà. À. Nội ơi, thắng cho đi nội. Trời, 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 chết rồi. Trời, trời, trời. Mình đang đi đường này, hai vợ chồng này mới gọi điện cho mình, mới gọi mình với lại, bảo là em khổ quá, đói quá, không có tiền ăn cơm. Là hai vợ chồng đi làm sao? Em bị mồ côi cho mẹ. À. Còn chồng em thì nó có cha có mẹ, nhưng mà cha nó không có được ấy. À. Có ngày bỏ bà nội mù. À. Rồi liệt nữa là mấy nhà trong chúng tôi lớn có cái sân á. Nhà lớn không? Không, nhà nhỏ xíu như cái lỗ mũi à. Nhà nhỏ xíu như cái lỗ mũi hả? Dạ. À. Bây giờ ở lẫn kẹp đó, thường khi người ta cho gạo còn bị người ta lấy nữa anh ơi. Ừ. Người ta ăn cắp gạo hoài à. Người ta mới đi gửi. Người ta ăn cắp gạo hả? Dạ. Rồi, chồng là tên gì? Dạ Chín. Bao nhiêu tuổi rồi? Ờ, 29. 29 hả? À, là hai vợ chồng làm gì? Em đi chân. Ủa, ai đây làm gì lắm ấy? À, anh... Em đi chân. Có người vợ đi xin chồng thì ai mướn gì làm đó hả? Dạ bây giờ không có ai mướn ổng chưa. Ừ. Còn bây giờ đang ở chung với ai? Ở chung với bà nội mù, bà việc là ổng lo cho bà thì ai lo. Ờ. Bây giờ về nhà thử à? Dạ. Thì dẫn về nhà thử ơi. Dạ. Thấy hai vợ chồng gặp khóc nức nở, bảo là giúp dùm. Không biết là hoàn cảnh như thế nào. Trong khi đó hai vợ chồng đi là còn bế thêm hai đứa chó nữa. Không kiểu hai vợ chồng cũng không được bình thường nữa bạn, không được bình tĩnh. Cho nên bắt đầu là mới đi lang thang. Tội tội lắm. Tội dữ lắm hả? Dạ. À. Nội á, bị liệt mà chơi lấy dầm mà vợ chồng em cũng tốt mà. À, đi về nhà thử coi. Dạ. Mình thử về nhà để tìm hiểu về cái hoàn cảnh này, đi đường nào? Đi đường này nè. À, đi. Nói cho cái sân á. À. Tự nhiên hai vợ chồng gặp mình khóc lóc quá cho nên mình cũng muốn đi tới nhà xem hai vợ chồng này như thế nào. Thì chia sẻ cho mọi người cũng biết thôi, nhìn hai vợ chồng kiểu không được khôn đấy các bạn. Hơi khờ. Chồng thì đi xin, ai muốn gì làm đó, còn vợ thì đi xin. À, thì ra là vợ chồng này sống trong cái nhà này này các bạn. Có cả con cái luôn à. Nhà có vẻ là sống có vẻ cũng thấy ô trời ơi, bà cụ sống nằm ở dưới cái đống rác này các bạn. Ôi dồi ôi, ui dồi ôi. Giờ rồi mũi u đồ nó thối. Ui rồi cái nhà này bạn nhìn này. Anh ơi vô nằm đỡ tội lên anh ơi. Trời ơi sao bà nằm nhìn ghê vậy? Bà nhìn. Trời em nhìn. Ôi rồi mũi nó bầu như thế là kiến đi. Bà nội em đến đây nó chồng. À. Nội ơi, thắng cho đi nội. Trời, chết rồi. Trời. Thấy bà cụ nằm giống kiểu là bị bình nặng hay sao á? Hả? Bà cụ bị bình nặng hay sao á? Trời, cái nhà này, ruồi mũi nó đậu còn hơn nữa. Dạ, anh thẳng lên nằm đàng hoàng. Kiến không kìa. Tháo dùng cái võng này ra được không? Dạ, được. Đây, cái nhà gì mà như thế là cái... Có bật điện được không em? Dạ, có anh. Bà cụ mà làm như... Để con thấy ra hết cho. Tháo cái này. Rồi lấy ra mà bà nội bớt chịu. Sao không tháo bên này nè em, tháo bên này nè. Tháo cái giọng ra ngoài coi. Trời, chết rồi. Kệ dướng rồi. Ui trời.
Cái bà sống ở trong này chắc chết sớm quá. Cho con chỗ nào ở đâu anh? Có điện không? Bật điện giùm anh được không? Dạ có, nhưng điện cho anh. Bà còn nói chuyện được không? Dạ con. Nói đi. Nói. Nói chỉ có anh phải xin lỗi nè. Không cứ. Hai con đỡ nè. Trời ơi, cái nhà rồi. Con cần kiếm. Rồi, con ấy. Con ngồi ở sau lưng lại cho. Trời ơi, ruồi mũi này. Dạ. Anh ơi chạy qua bển mượn cái ghế cho. Thôi không không cần, không cần. Bà ăn cơm chưa bà? À. Bà ăn cơm chưa? Chưa. Sao giờ này chưa ăn cơm? Em mới được tới mà. Có người em đi xin cơm cho bà hả? Dạ. Em đi xin cơm, cơm trắng nữa rồi người ta cho cái đồ gì đó, phổi gì đó về. Trời, chết rồi. Sao ở cái nhà này sao nó ghê, kiến cóc này nó cắn bà cũng đủ chết rồi này. Này dạ, kiến này. Dạ kiến nhiều lắm. Ngày nào em cũng ấy lao ấy trơn á, mà cộng qua em đòi út kêu á, em á dọn mấy cái chiếu này bỏ nội quyết định không chịu cho. Sao vậy? Kiến ơi, dầu cho cái gì đi. Đừng có cháy dầu thì cháy nhà đó. Dạ, ba em người ta cho cái chiếu mới kìa mà nội mới không chịu nằm mới tiếc. Bà tên gì bà? Bà tên gì? Bà tên Nguyễn Đồng. Để bà nội nói. Bà ơi, dạ. Bà tên gì? Nguyễn Đồng. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Không nhớ rồi. Dạ? Không nhớ. Không nhớ hả? Rồi sao để cho bà sống giống như thế là cái dạ. Bà không nhớ bà bao nhiêu tuổi luôn hả? Bà bao nhiêu tuổi đấy em? Bà 90. 90. 85 tuổi hả? À, trời ơi. Nhưng mà bà có con cái gì không? Bà đông con không? Bà bao nhiêu người con? Con nội. 85 tuổi rồi cậu. Dạ dạ. Bị con đang nằm lên trong cái ổ nhà đó mà già bà nó con cháu nó cũng có về nó dòm múa trong lưng bà đó. Bà năm nay 85 tuổi rồi. Trời ơi, sống mà cứ dùng ăn ỉa tại chỗ này rồi bắt đầu kiến cóc này rồi ruồi muỗi này. Ở trong này biết cái gì đây? Nồi này nồi gì đây? À, nồi của người ta cho mà chưa có ấy. Để nó muốn thối luôn này. Cái gì đó, giấy vậy đó. Rồi gia đình này hơi bất ổn này. Không biết ta dọn dẹp cho sạch sẽ. Trời ơi, cái nhà ruồi nó đó, ruồi nó nhiều quá. Quá trời ruồi luôn. Rồi hôm nay bà ăn cơm mấy cái gì? Bà bà còn xúc cơm ăn được không? Dạ còn được. Ừ. Cho bà ăn. Chưa có đồ ăn thì sao cho bà ăn được. Rồi cháu thì không khờ. Có tiền đâu đổi nữa. Thôi, cháu thì bị khờ. Rồi giờ này là 2 giờ chiều là không cho bà ăn cơm á hả? Mới sáng giờ bà ăn cái gì chưa? Bà ơi. Dạ. Từ sáng giờ bà ăn gì chưa? Ăn gì chưa? Chưa ăn gì luôn. Chưa. Rồi hôm qua có được ăn không? Ông ngoại bà không có gì ăn. Hôm qua bà có được ăn cơm không? Có mà không có gì ăn mẹ bà. Có gì ăn bậy bà hả? Chết. Rồi bà được mấy người con? 7 đứa. 7 người con? Dạ. Giờ con đi đâu hết rồi? Mần à. Đi mần á hả? Có ai ở đây không? Cháu à. Cháu hả? Cái nhà chết. Kiến cóc rồi bắt đầu là đủ thứ ở trong này này. Thầy người ta mới cho cái nào. Người ta mới cho hả? Dạ. Hồi lúc trước móc củi. Rồi cái đầu người ta thấy trời mưa không có củi đốt. Mấy cái đồ này không xài mang ném chứ để đây làm gì cho nó. Cháu thì giống kiểu cũng không được bình thường. Rồi, con thì đi lụm lon để về đó nó bán đó. Em đi bà bây giờ không đi được đúng không? Dạ không. Là nằm liệt bao lâu rồi? Lâu lắm rồi. À. Bà bị mù lâu chưa bà? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? 2 năm à. 2 năm rồi á hả? Ừ. Lý do là sao bị mù? Ừ. Bà bị mù? Trời, chết rồi. Bà hay quên lắm anh ơi. Bà hay quên lắm hả? Có cái giờ bà bị lấn rồi. Bà
Rồi ăn cơm là cũng không có gì ăn luôn. Không, người ta cho đó mà chưa. Có nghĩa là hàng ngày là em đi xin được cái gì thì nội ăn cái đó hả? Dạ. À. Rồi có 7 người con của ba đi đâu hết rồi? Em cũng không biết, em mới về làm dâu à. Có nghĩa là không có ai ở chung ở đây à? Không. Vậy cái nhà này là những ai ở? Có hai vợ chồng em với là nội anh. À, có nghĩa là vợ chồng em tối cũng ở đây luôn. Dạ. Là tối hai vợ chồng ngủ đâu? Dạ, bên à. Hai vợ chồng ngủ ở bên kia cái nệm này. À, còn là bà là nằm bên đó. À. Tôi lấy cái này ra bà nội nói lạnh. Bà nội không chịu. Con quyết định là đòi để lại cho bằng được chứ. Rồi muỗi rồi kiến cóc ô trời ơi. Anh nói rửa lại cái bụng này ha. Mua cho dầu cho bà nội sức à. À. Rồi bây giờ là bà chỉ ăn cơm với nước tương rồi thôi hả? Tại vì chưa có kịp làm đồ ăn rồi. Đồ ăn là làm cái gì? Đó có gì đó, ăn cái đó còn hết da rồi. Hết cho da luôn rồi. À người không. Mới cho cái đó đó. Người ta cho cái phổi heo tí mang về nấu hả? Dạ. Cái phổi heo đấy là người ta cho. Dạ cho. Cái phổi bò hả? Dạ. À. Con bà có đứa nào về thăm bà không bà? Cũng có. Có không? Có. Lỡ nhìn này đi rồi. Tới nhìn xong đi hả? Con bà giờ chắc là lớn tuổi hết rồi đúng không? Dạ. Ông đó là Út rồi đó. À đây chú này cũng là con ông con bà luôn hả? Dạ. À. Trời giờ để cho mẹ sống giờ này trời. Hai đứa em là cháu. Cháu nội. Bây giờ là hai đứa em giống kiểu đi xin là bắt đầu về cho được bữa cơm nào là cho bà ăn bữa cơm đó. Dạ. À. Lúc bữa khi em bệnh em muốn lớn em xin. À. Tại vì em tập bây giờ em nhớ mai mướn cơm. Có nghĩa là em bệnh trên này là không có ai mướn em. Rồi bị bắt đỏ đây nè. À rồi bắt đầu là. Người ta tưởng em không được bình tĩnh người ta không mướn. À. Rồi bắt đầu em là ngày hai vợ chồng là đi xin. Dạ. Về được bao nhiêu là ba bà cháu ăn bấy nhiêu. Dạ. À. Mất bữa làm khi ông đủ tiền mua thuốc uống nữa. À, là uống thuốc cho bà hay cho em? Cho bà rồi cho em nữa. À. Có đợt chồng em bị bệnh á, đưa cho bệnh viện không nhận nè. Chứ em không có tiền đâu, em năn nỉ với chủ, với bác sĩ nó không sao đâu. À. Không có tính tiền gì hết á. À. Nội ơi, con đút cho nội ăn nè. Anh trai ơi, anh có 5 ngàn đó không? Cho em xin đi. Cho chị... mua chai nước suối cho nội em uống. Ồ, không có nước uống luôn. Ôi. Nó nội uống không có được. Nước ở dưới sông á hả? Uống nước sông. Uống nước sông luôn. Ôi cha cha cha. Có thể ra sông xách nước về uống luôn. Cái cô bên đó là đang là con dâu à? Dạ. Con dâu của bà là vợ của chú này đúng không? Dạ. À. Có nghĩa là hàng ngày phải múc nước sông cho bà uống. Không. Em không. Nước suối không có sao, cái đó ngọt lắm rồi uống sao được anh? Có. Uống rồi đi. Khoan để từ từ nội nuốt đi. Uống nước đi cho dễ nữa anh nhai nữa à. Trời cơm ăn chan nước tương đúng rồi. Bất ổn quá, gia đình bất ổn quá. Chú là con thứ mấy của bà chú? Chú Út. À, nhà mình là được bao nhiêu anh em cơ? Bốn người chị. Bốn người chị? Và ba anh em. Ba anh em. Dạ. Bốn người chị, ba anh em. Dạ. Ừ, mấy người kia đi đâu hết rồi vậy? Có chồng, có vợ đi hết. À, còn chú ở đường sau đây. À, đây. Bên nhà nè. À, chú ở đường sau vách nhà bà luôn. Dạ. À. Bà, nhưng mà tao ốm thì tôn binh bà có hai vợ chồng thằng này nó mới có về đây chưa được 10 ngày nữa. Nó về đây đó cho tôi ở đây. Có nghĩa là chú mấy cô là ở trong cái chỗ cái chòi đó. Dính liền đây nè. Dính liền luôn. À, nhà bà già luôn nè. À đây cho con xem đi nè. Trời 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 trời. Là cũng có chỉ có cái khoảnh này thôi. Rồi mình chặn ra một bên vậy đó mình ở rồi bà già chồng thì anh Cường thì nó út ở trong nhà đó. Đây là cháu nội của bà thì lâu lâu ấy tới giờ
nó mới có gì đó. Chứ mình ở đây thì trong lơm bả không à. Nhưng có cái đường chị em thì lâu lâu ở xa nó là tết một lần. Nhưng sao để cho bà ở vậy rồi? Mà hôm mấy tới giờ nó về, vợ chồng nó về mà coi nó dơ giấy cỡ đó. Rồi không lẽ tôi đi qua mà tôi dọn dẹp cho nó. Đó, nó thì, vậy thì, đó. Sợ quá, sợ quá. À, nó quá, nó thứ luôn rồi. Vợ chồng nó ở đây, đang ăn một lễ này mà nó về cho nó không biết dọn dẹp không. Chứ biết sao giờ nó một mình bả thì nó bốn lời vậy. Nói chung là gia đình nhà bà con cháu đều là giống kiểu bất ổn hết. Nếu bà đói bụng lắm hay sao bà? Đói chứ. Bà đói dữ lắm hả bà? Nhà con là 7 đứa. 7 đứa con. Giờ nằm cùng ăn ở cùng tại chỗ này. Cơm ăn nước tương, cơm chan nước tương. Đây mà. Bây giờ cho bà ăn xong á, bắt đầu là đem dẹp hết mấy cái đồ nó bẩn ném đi ngoài đi, xong rồi cho bà nằm cái chiếu mới đi. Dạ. Đúng. Giống như con cháu nó không bình thường các bạn, cho nên là bà phải sống biết cái này đấy. Rồi gom mấy cái này đem đốt hết. Ước dơ lắm nội ơi, con đang nỉ nội đó. Cái gì đốt hết này, tôi chịu ra. Bà giữ mấy cái đấy làm gì bà? Con đang nỉ nội đó. Nga, hôm qua đã thấy rồi. Con kìa dùi quá kìa dùi rồi. Nghe gì đốt hết này. Nghe nội. Có gì bà phải chữ tôi đây chịu ra. Không có. Bánh nha. Tiếp nữa. À, kìa, nè, cái chiếu mới nè. Có cái chiếu mới, nằm chiếu mới đi. Bền mới là con mua hết rồi ha. Có cái mới luôn. Nghe nội nha. Trời trời, sao con nha. Cái này mà sao ở được trời. Cái nhà là đầu cá này, rồi bắt đầu là ruồi muỗi này, rồi đủ thứ ở trong này. Có nghĩa là đủ thứ ở trong này luôn. Rồi nãy không biết con cá, không biết ai dục vô thùng nữa. Ấy, chết, từ từ, từ từ, từ, nói, con. Ai cho vậy? Ai cho mà thảy vô trong cái thùng quốc vậy nội? Bà con bà có về thăm bà không bà? Ít có về. Tết mới về hả? Ít. Ít có về. Dạ. Rồi về có cho tiền bà xài không? Không. Không có hả? Rồi bà ăn bữa đói bữa no vậy hả? Gần 90 tuổi rồi mà phải sống cái cảnh này trời. Ăn nước tương, uống nước sông. Và sống là ăn ngủ cùng với kiến cóc này. Cái căn nhà thì nó bẩn trời ơi. Và ở vậy là bệnh chết luôn á. Chứ không phải là sống được đâu. Càng ở càng bệnh. Nhớ ông đâu bà? Ngồi ở trên. À ông chết rồi hả? Ông ngồi ở trên. À đó. Cái muỗng này khó không? Cơm, chết cơm, vậy đó. Cơm ăn nước tương không vẫn ăn. Cái này là cái phổi heo người ta, phổi bò người ta cho hả? Dạ ở Thăng Long á. Rồi cái này là còn ăn được không mà để đây cái nồi này. Cái cò hồng người ta qua cho người ta cho mà ăn được, tại hết da rồi em để đó. À để nó muốn nó nổi sình lên luôn. Dạ có. Thì hôm qua người ta cho mà không có cháo hay cái gì á, không có đồ chay. Tàu hũ kho. Tàu hũ kho hả? Dạ. Trời ơi, thấy bà sống kiểu này tội quá. Dọn dẹp đi xong rồi cho cái ghế bố cái còn nằm được không? Không bà thường. Nằm dưới đất mà em đòi lấy cái nội không cho bà nội rồi nằm cái bố mà nằm mới nằm đâu có được đâu. Có nghĩa là bây giờ cái nhà này á, là nó nằm ngay dưới đường này. Đường này. Đó, bên này là đường này. Mà trong khi đó thì bà nằm ngay kế bên này. Cái nhà mà trong khi đó là cái vách biết các thứ này, nhìn này. Mưa quá trời, nó tuôn thúng ở ngoài đường, nó vô quá trời. Có nghĩa là mưa nó chảy vào trong này luôn. Dạ, chảy vô lắm. Chảy vô tới nhà luôn. Nằm lên luôn. Rồi nó ngập lên là bà nằm đâu? Bà ẩm lên đây nè.
là lúc nào mưa là ấm bà lên cái ghế đó. Dạ. Dạ. Xin cộng đồng mạng giúp cho giùm. Ngập ướt lưng nữa rồi luôn. À. Cái đó sao giờ? Có nghĩa là hai vợ chồng là bà là lên ghế nằm, còn này hai vợ chồng là nằm dưới cái nền này. Dạ, ướt hết trơn luôn. Cũng phải gắng nằm chứ biết đi đâu giờ. Nói. Ba cái lụm bên ba da chai. Cái chảo cái đựng cái gì em? Dạ. Chảo đựng cái gì á? Ở đâu? Cái chảo ở trong cái... Rồi, cái cáo em. Nước rồi. Trời ơi, sao nó chai nước chăng tới đây rồi? Cho ba ăn xong rồi mà dọn dẹp cái nhà sơ đi cho nó sạch chứ để nhìn nhà ghê quá. Thế nào xài xài. Hai vợ chồng có con chưa? Chưa. Chưa có con hả? Ừ. Thấy hai vợ chồng có vẻ thương nhau quá ha. Thế vợ khóc chồng tới lau nước mắt đàng hoàng. Hai vợ chồng lấy nhau lâu chưa? Dạ mới đây à. Ừ. Rồi lúc em cũng mồ côi cha mẹ. Rồi lúc trước là ở đâu mà về đây? Dạ em ở Sóc Trăng á. Rồi em đi lang thang, cha mẹ em mất rồi, em không có nhà có cửa. Rồi em đi lang thang vậy em lên tới Hồng Ngự em gặp chồng em ở đang làm hồ. À. Em đi dài dài đường em lụm với trai em bán em được để dành được 20 tờ giấy số. Em bán em lại em mời ổng. Ổng cũng không có chuyện mua giấy số. Xong em mới đi lại chỗ ngay cái quán bò kho. Ấy không phải bò kho, thì phá lấu vậy á, ở chỗ ngay công viên ở Hồng Ngự á. Rồi bà đó mới nói á, mẹ không có tiền tôi đổi 3 tờ giấy số. Cái nó dạ, cháu bụng lắm rồi đổi 3 tờ giấy số đi. Rồi ông này ổng lại, ổng mới nói chuyện, rồi ổng cũng không có tiền mua nước, rồi bà kia bác cũng tặng chân chai nước cho ông uống. Rồi hai vợ chồng gặp nhau là yêu nhau, dẫn về ở với nhau. Dạ, em nghĩ hoàn cảnh em bây giờ cũng còn không có nhà có cửa, thân gái rồi đi ngủ ở đâu bây giờ. Ổng mới nói về đi, ổng lo, lúc đó ổng mà ngồi được. Ổng chưa có yếu. Bây giờ ổng từ lúc ổng dắt lúa tới giờ cái lưng ổng yếu luôn. À. Rồi bây giờ là hai vợ chồng về đây ở cùng với bà. Dạ. Ổng thì em thì cứ cái bị em hay mau mất trí nhớ, đi được chứ về không được. Rồi ổng phải chạy xe, ổng chở em đi chỗ nhà gì, chỗ mấy cái chợ này chợ nọ xin. À. Rồi có bữa thì được nhiều á thì mua đồ ăn, rồi có bữa thì khi người ta cho. Hả? Rồi có khi em bị bệnh hoài à, đầu em hay đau nhất á. À. Nội ơi ăn cơm ơi. Hả đi nha. À. Cái muỗng này con cứ thầy chứ bị mua muỗng mua mới bị mắc hoài à. Muỗng kia cho nội đi. Muỗng kia đâu? Nhét từ 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 nghe nội. Ờ tụi con nhét vô cho nội ăn. Nội ơi. Nội nội uống vô dễ nhai nội. Từng á. Bà là bị mù lâu chưa em? 2 năm nay rồi. 2 năm nay rồi, là lý do bà sao bây giờ bị mù? Chắc khóc quá. À, hồi đó bà bị bà nó đẻ lên. Bà là dần cũng nhỏ quá. Nhưng mà mới bị mù 2 năm nay thôi. Em cũng nghe kể vậy thôi, chứ em cũng mới về làm dâu khoảng nửa năm nay à. À. Về làm dâu cho cháu dâu cho nội thôi. À. Nội cũng thương em lắm. Nó cũng khóc hoài à nội, nó con ơi đừng bỏ nội. À. Nó con không có bỏ nội. Có nghĩa là thấy em hay đi xin cơm cái thứ về cho bà ăn. Ừ. Khi không có tiền thì xin cơm. Rồi người ta thấy em á. Rồi rồi 7 người con của bà là lấy chồng lấy vợ xa không? Hồng Ngự anh. Hồng Ngự. Từ đây ra qua Hồng Ngự đâu bao nhiêu cây đâu? 4 cây. Có 4 cây. Mà không về thăm bà rồi cũng không nuôi bà luôn. Cũng có về thăm nhưng mà xong rồi thôi. Rồi cũng không lo tiền bạc thì nuôi bà luôn. Để bà sống vậy luôn. Em làm dâu thì em không biết. Nói. Là bà có 7 đứa con. Trong cái đó con nó để cho bà sống chỗ này đây. Nói chung ra thì người ta thì cũng còn con, còn cái, còn chồng. Con cái thì con cái à. Thôi nói chung là giờ chẳng biết lối nào một lần thì nữa. Em thân phận dâu con. Thì em lo được bao nhiêu thì cái tầm sức của em lo bấy nhiêu thôi. Mấy người con kia của bà ấy chú? À, mấy người con kia của bà là sống ở bên Hồng Ngự đấy hả? Ừ, đủ chỗ hết trơn á. Là làm gì bên đó? Bán cơm, bán này, tùm lum á. Ừ, nhưng mà sao bấy nhiêu anh em không tập trung vào nuôi cho mẹ, để cho mẹ ở vậy? Dạ. Hả? Sao có vậy? Có bên chồng không? Có nghĩa là lo gia đình không hả? Dạ. Mà có mình em ở đây, em Út. Có là Út là ở cùng với mẹ đúng không? Dạ.
Là nhà mình được mấy trai mấy gái rồi? Ba trai. Ba trai, bốn gái là bảy người con. Dạ. Giờ đang còn nguyên đúng không? Dạ. Bảy người con lắm. 70 người con mà. Sống bà sống ở vậy khác gì đâu, nó khác gì chết đâu. Sống cái này nhiều khi chết trước khi còn sớm hơn. Anh ơi, anh dọn mấy cái mền này ra bỏ trước đi. Anh ngồi gì đâu ổn. Có cái ào để ở dưới đâu nằm luôn kìa. Ừ, ai cho nổi rồi đó, để nổi sợ mất. Sợ mất hả? À, mất có... hoài à. Cái để đó là mất hả? Để ở đây là mất hả? À. Hôm qua bà nội bị mất hết thùng mì với bao gạo rồi. À. Về khóc um sùm chân. À, hôm qua bị bà bị mất đồ hả bà? Bà. Lãng tài nó lớn lớn. Hôm qua bà bị mất đồ à? Bà ơi. Dạ. Hôm qua bà bị mất đồ hả? Dạ. À, mất cái gì? Bao gạo, thùng gạo với thùng mì. Bao gạo với thùng mì. Dạ. À. Bà để đây mà bị mất hả? Dạ. À. Bây giờ dẹp cái nhà này nha bà nha. Cái nào gì xài được để nha. Không xài được thì ném nha. Nha. Con quyết định là cái này là con đem cả đó. Cái chiếu này mang dục đi này, sau đó là chạy cái chiếu mới rồi lau cái nhà cho nó sạch rồi để bà sống vậy là bệnh chết luôn rồi. Có tắm giặt gì không? Ít lắm. Ít lắm hả? Bao lâu thì tắm cho bà lần? Cũng lâu lắm. Lâu lắm hả? 1 tháng hay 2 tháng? Cũng tầm đó. Tầm 1 tháng mới tắm 1 lần. Tại vì em đi tối ngày à, tay em lúc trước bị bên cũng bên dòng họ nè đâm tay nè, bây giờ còn ấy nè, nó vô nó lấy gạo, lấy tiền, rồi lấy nồi chảo gì của em về qua bển, rồi em nói với nó đàng hoàng, nó lấy cái lưỡi hái á, nó móc vô tay em tốn hơn 1.500.000 tiền của em đi xin người ta thấy vậy cái người ta cho tiền, chứ em cũng không có tiền, tại vì lấy hết trơn tiền rồi. Vợ chồng em đâu dám tắt đèn đâu, để như ban đêm nó nhậu vô nó ngồi ngay đó đó, đợi vợ chồng em ngủ say rồi nó vô nó lấy. Nó lấy nào là chảo nè, nồi nè, là gỗ nè, rồi gạo, rồi tiền nó gom hết. Rồi em qua bển em nói nó lấy cái lưỡi hái nó móc vỗ tay em chỗ này nè, bây giờ còn ù lên nữa nè. Vậy là bà bây giờ là bà nằm một chỗ là còn mấy năm rồi bà? Bà nằm một chỗ như vậy là bị liệt như vậy là bao lâu rồi em? Bao lâu rồi bà? Lâu à. Lâu là bao lâu? 10 năm chưa? 10 năm. 10 năm rồi hả? Yeah. À, có nghĩa là bà nằm một chỗ bà không đi lại được. Không. 10 năm nay. À. Không tưởng tượng được luôn đó. Bảy đứa con mà để cho mẹ là sống như vậy. Đâu khác gì là giống kiểu là một con vật nó sinh sống rồi. Không phải là con là ở kế bên luôn. Chắc cũng lo ăn, lo nhậu rồi bắt đầu lo không. Cái chăn cái gối thì để em nó thối rình đi. Xong bắt đầu để cho bà sống vậy luôn. Em mom hết những cái nào không xài em bỏ đi. Quân bỏng vậy gom đi hết, dục bỏ đi. Chứ bây giờ bà ở mấy cái này nó bệnh chết luôn á. Dạ. Anh rinh cái này lên đi. Không bệnh chết luôn á. Cái nào xài được thì xài, không xài được em ném đi. Rồi bắt đầu gẹp cái chiếu của bà ném đi, xong bắt đầu là bắt đầu là anh gom mấy cái đó lại đi, bỏ hết đi, bỏ cái áo đó lại để hồi mình lau nhà. Đó là nhà của tôi. Lau đi tới đầu. Em tưởng người dễ, em xin lỗi. Từ từ anh đó. Ờ. Bữa nay không có canh rồi. Bà nội uống nước chưa? Nhai nhai để từ từ nó cạn hay nè. Chỗ như thế này thì chắc là vậy mà 10 năm nay bà ở được hay thật. Lúc trước như thế nào em cũng biết, tại vì em mới về đây ở khoảng có nửa tháng hay tháng rồi. Hỏi gì sao vậy? Ném cái chiếu nha bà. Ném cái chiếu đi nha. Bà ơi. Dạ. Ném cái chiếu của bà đang ngồi nha. Có chiếu mới nè nội, con mua chiếu mới kìa. Con đi xin người ta đây. Con xin người ta mua chiếu mới rồi ha, chiếu đẹp lắm vậy nữa rồi có mơ mấy cái đéo em bỏ qua góc bên này sao em nhặt luôn cái mấy cái củi ném ra ngoài cái gì dồn vô bao luôn đi anh ơi
đợi đợi tạo được chơi quá sợ luôn. Đợi đàng hoàng anh em tiếp tiếp nhẹ nhẹ nói nữa tưởng tiền cái phà lao sống ở trong một cái căn nhà gọi là giống vậy đó à. Đấy em đó bà ngồi lùi vào xíu. Để bà ngồi bà té sao? Thôi để đấy được rồi. À, muỗng mà bà bỏ trong túi rồi hả? Cái muỗng này để làm gì đấy bà? Này, con tặng bà hai chai dầu này. Hai chai dầu. Dạ. Dầu xanh nhá. Không thể tưởng tượng nổi các bạn, đây này các bạn nhìn thấy cái nhà mang ra là toàn là đấy cái chiếu đây này. Trời ơi cái gì mà đang nghĩ hôm qua có gần chết rồi đó, là làng ra trời không á. Quá ghê luôn. Quét đi xong lau đi nhìn ghê quá. Quét sạch đi xong là đưa bà vô nhà lại. Thì giờ cũng lâu lắm rồi bà không tắm đúng không bà? Bà ăn cơm no chưa? Đã? À. No rồi hả? Có muốn ăn gì nữa không? Sống kiểu này thì thôi đúng rồi. Bảy đứa con đây các bạn. Tí là lấy cái nước mà rửa đi. Đây, là bà sống gần đây là bà chết sớm. Bà bị mù 2 năm. Con cái bỏ như vậy đây. Bà ơi. Ê, bà muốn ăn gì nữa không? Bà muốn ăn gì không? Bà có muốn ăn gì không? Lo gì mà ăn. Con cái nó bỏ hết, không có đứa nào nó lo như vậy. Nó mà lo thì đâu để bà sống kiểu này. Già rồi mà phải sống khổ sống sở kiểu này đấy các bạn. Con biếu bà mấy trăm này. À. Biếu bà ít tiền này, mua cơm mua gạo ăn nha. Đây. Cất kỹ nha bà. Cất kỹ lấy tiền à, mua cái gì thì kêu cháu nó mua cho nha. Thành ra đưa, không biết là bà có xài được, bà có giữ được không. Thôi thỉnh thoảng này mình nếu mà có đi ngang qua thì mình sẽ biếu cho bà một chút ít. Bà sống, rồi hai đứa cháu của bà kiểu nó cũng không được khôn nữa các bạn, nó cũng không khờ. Em anh cho bà 500 mấy cả, biếu cho bà mấy chai dầu. Được. Tiền anh đang để bà đang để trong túi á, là bà ăn cái gì thì mua cho bà ăn nha. Sao anh để cho đội đi với em thì được, chứ anh nói vậy lỡ nhờ anh nói với em biết trước á, chứ anh mà không nói cho em biết trước là em mà đi rồi là ở đây nó để lấy tiền. Ờ, cái tiền này là cho riêng bà, ai mà lấy không sao mình muốn anh báo công an á nha, để mua đồ ăn cho bà ha. Sau hôm sau xuống thì có gì anh cho thêm nha. Cảm ơn anh. Nha bà cắt ăn quăng á, ăn cái gì thì kêu cháu nó mua cho nha. Rồi hôm sau con xuống con cho thêm nha. Hai chai dầu này của mạnh thường quân bên Mỹ gửi biếu cho bà nha, dầu xanh. Còn 500.000 thì mình thay mặt mạnh thường quân biếu cho bà để cho bà mua đồ ăn các bạn, bởi vì bà bây giờ cho nhiều cũng không có biết được cái tài tình cảm đi ngang qua chỗ này nha. Thế nói với cả thường thì những hoàn cảnh mình quay thì mình sẽ cho thông tin của những người
cần giúp đỡ cho trực tiếp ở trên mạng, trên video, ai muốn giúp thì có thể liên hệ trực tiếp. Chỉ trừ trường hợp những người, những ai mà không thể nào mà ví dụ liên lạc được, cũng như không có thể nào mà tiếp gọi điện được cho gia đình thì mình mới nhận dùm thôi. Uống nước hả? Thì thôi thì hôm nay mình tới thăm bà các bạn, giờ cháu nó đang dọn nhà, để cho nó dọn cho xong đi rồi bắt đầu đưa bà vào trong nhà. Nếu bạn nhìn thấy thì cái nhà nhìn đúng là này đâu khác cái địa ngục đâu. Thì thôi bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái clip sau nha. Nó con đi nha bà. Dạ bà nghỉ đi nha. Dạ dạ, thỉnh thoảng con ghé con thăm nha. Hai vợ chồng múc nước tắm cho bà nha. Tắm cho bà cho sạch sẽ đi, mấy tháng trời không tắm rồi này chết đấy. Không có quần áo hả? Trời, thì không có cả quần áo, có mỗi bộ này mặc mấy tháng nay hả? Dạ, em có bộ này. Bây giờ em tắm đi, em tắm cho bà, em để cái mặc cái áo ngoài rồi còn cái áo trong em vứt đi, hiểu không? Quần. Quần thì cũng mặc, chịu khó mặc lại đi. Rồi hôm sau bắt đầu là có thì cho sau nha. Tắm cho bà đi chứ mấy tháng rồi chưa tắm đúng không? Tháng mấy nay rồi? Tháng mấy nay chưa tắm? Quá sợ luôn. Thôi bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip sau nha. Chồng em đang lau cho. Cứ lau cho sạch đi xong rồi đưa bà vô.